Đây là chợ cóc của bà con đang bán hàng ở ngay cạnh đường đây. Hôm nay đi tìm hoa đu đủ mà không có này. Quả này là quả gì hả bà? À, quả me rừng đấy à? Lát nữa cháu quay lại, bây giờ cháu phải đi xuống dưới thành phố một tí đấy ạ. Và các bà đang bán gừng với cả me này. À, ớt đây rồi. Ớt gió này. Tất cả nông sản của bà con đang bán tại chợ cóc ở bên cạnh đường nhé. Chị gái kia và con kia đang thêu thổ cẩm. Và hôm nay mình sẽ đi bản Mông và tầm những chú chó cho các bạn nhé. Xin mời các bạn nhé. Xin giới thiệu với cả mọi người, đây là một cá thể chó cọc đuôi rất đẹp nhá, chó cái. Hiện tại bé này đang ở bản. Đây ông đây này, ông chủ nhà đây. Ông để lại con này cho cháu nhá ông nhá. Một chiếc nhà sàn rất đẹp nhá, quý vị nhá. Ông ơi, nó đẻ được lứa con nào chưa ông? Vậy ạ? À? Ông bảo nó đẻ được một lứa rồi. Trên bản Mông mà rất còn rất nhiều thứ hoang sơ. Đây là một cá thể chó cụt đuôi khá đẹp. Bé đang tại bản. Ông để lại cho cháu đi ông ơi nhá. Ông để cho cháu con này rồi ông lại nuôi con khác à? Vậy ông bán bé này bao nhiêu ông ơi? Ông bán con này bao nhiêu thì ông bảo cháu để cháu gửi ông. Ồ. Có nhiều khi có tiền cũng không mua được những thứ của bà con rất là quý. Thông qua video này, mọi người theo dõi thì có nhu cầu mua đặc sản vùng cao thì có thể liên hệ và comment ở phần bên dưới để mình biết được chi tiết, mình sẽ trả lời. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Xin chào.